hoàng hết á. À chào anh em, nhất là anh em cộng đồng Vi. À xin chào Vinh. Chào anh Huy. Đây là bạn Vinh, học cũng cô thời khóa 2013 với mình bên Vi Training. Hôm nay mình gửi cái video này cho cộng đồng anh em Vi Training để biết bạn Vinh làm cái gì ở trên cái khỉ ho này các bạn ha. Bạn Vinh giới thiệu cho anh em về cộng đồng Vi mình biết đây ạ. Chào cả nhà, thì Vinh thì cùng học với anh Huy ở khóa ở lớp thầy Duy ở Vi Training ở Sài Gòn khóa 2013-14. Thì sau khóa học đó thì Vinh ứng dụng những cái kiến thức mình học được vào mắm thuyền Nam. Thì mắm thuyền Nam thì sau khi thì kết quả rất là tốt, thì tầm khoảng 2 năm sau á thì nhà Vinh mở lên một lĩnh vực mới là chuyên luyện thi luyện IELTS để đi du học. Thì lúc đó thì Vinh ở nhà, Vinh ở Bình Dương, thì lúc đó Vinh có một khóa học là khóa 6 tháng là ở tại nhà luôn, và mình học tiếng Anh từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, là xen kẽ các cái phần học khác nhau như là yoga rồi thể dục rồi các cái vấn đề mình xen trong cả quá trình học và các cái phần luyện thi luyện đề như giai đoạn nước rút nữa. Nhưng mà một thời gian thì Vinh thấy là cái môi trường ở đó, nó ở trong khu dân cư á, mặc dù là Vinh có thuê thêm một cái nhà bên cạnh nữa, là tổng diện tích nó phải tầm 300 m², nhưng mà nó khá là ồn ào và ảnh hưởng nóng nực, bởi vì khí hậu ở Sài Gòn Bình Dương thì các bạn biết rồi đó. Nó không thoải mái, ở trong phòng điều hòa bật quạt biết à. Thì có 30 tháng 4 2016 thì lần đầu tiên Vinh có một chị bạn học về Vinh với chị gái là lên Đắk Nông. Đó lần đầu tiên Vinh biết có hai chữ Đắk Nông và Gia Nghĩa tồn tại luôn. Không biết chị biết có Đắk Ngang, Đắk Lắk là hết cờ à. Thì tự nhiên đó Vinh đến là mùa đó là mùa rất là đẹp. Mùa đó là giai đoạn nó chuyển mùa, thì trời nó mát mẻ thích thích lắm. Mà chị đó là chị Bình, chị trước là kế toán trưởng của tập đoàn Việt Thái, là chủ quản của Highland Coffee với phở 24 giờ luôn á. Thì chị đó là chị làm ít năm rồi chị cũng chuyển về vườn chị ở à, tại chị có cái farm trên này rất là thích. Thì từ đó hai chị em lại xin ý tưởng là hay là mình lên này mình kiếm một mẹn gần nhà chị Bình đi. Thì hai chị em cũng lò mò đi tìm đất, xong rồi tìm mục đích đầu chị tìm một nơi khoảng tầm một mẫu độ lại trong gia đình có một nơi nghỉ dưỡng, vì từ khoảng cách từ nhà về Sài Gòn thực sự đi xe khách thì ngày đến cả chục chuyến mà chỉ mất khoảng cả 4 tiếng đồng hồ đến nơi à. Thì tự nhiên thì có nhiều người giới thiệu một hồi thì mình tìm được cái vùng đất này. Đây là quả đồi biệt lập, nó cách quốc lộ tầm 300 m, nhưng mà nó là biệt lập. Nó tầm ở đây mình có tầm khoảng cỡ 13 hecta. Thì mình trồng các cây ăn trái này nọ, và mình ở đây mình làm thêm bên lập đê, mình gọi đây là Hama, là chuyên là giảng dạy tiếng Anh, tập trung vào lớp tiếng Anh tập trung 6 tháng 1 năm, chuyên về IELTS giáo viên tiếng Anh. Ồ, mà tiếng Anh là ở trên đây gọi là cũng hơi quen mà họ lên ở luôn hả? Dạ đúng rồi. Ở 6 tháng luôn. 6 tháng. Lo ăn uống luôn. Ăn uống các bạn lo ăn uống luôn. Ồ, dạ. Vậy là lên đây là được hai cái lợi là không khí trong lành. Dạ. Môi trường thiên nhiên. Dạ, lại học được tiếng Anh mà tập trung, không bị lo ra giống như là sô bồ như ở Sài Gòn thành phố. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái mô hình này khá lạ đấy. Và cái lượng học viên hay vấn đề này kia thì thế nào, được không? Thực sự thì học viên đăng ký rất là đông à, mà nhưng mà vì đây là môi trường sống của gia đình nữa, nên Vinh đây chỉ giới hạn khóa tối đa là 15 em trên một thời điểm. Thì cái danh sách chờ nó đang rất là dài, và nó phải trải qua cái việc mà tuyển sinh khá là ngặt à. Không phải ai đăng ký cũng nhận, bởi vì Vinh dạy một thời gian thì nó khá là có tiếng. Đã. À. Thì nếu biết thêm thông tin thì các bạn có thể search trên mạng là daothihang.com. À. Là chị website của blog của chị Đào Thị Hằng là chị gái mình, hoặc là trang thông tin tại địa điểm đây là Hama Village, là Hama Village là ngôi làng á .com. Là à. Search ra là ra thông tin của làng. Tuyệt vời quá, cái mô hình này nó giống như nó nghe như homestay ở chung với này kia. Mình quản lý luôn chất lượng, quản lý luôn con người và phải chịu học. Ở đây là mình cũng giới thiệu anh Thanh, là cũng là người dân địa phương đây. Anh Thanh nghe nói là có con học bên Vinh ha anh Thanh. Dạ, xin chào các bạn, tôi tên là Thanh, cũng có mảnh vườn cũng kế Vinh. Vinh đây là cũng đang mở một cái trung tâm đào tạo tiếng Anh trên online, và con tôi cũng có một thằng đứa con trai đầu, năm nay cũng tốt nghiệp 12, thì cũng đang gửi gắm vào trung tâm của Vinh để đào tạo Vinh để đào tạo để đưa đi nước ngoài du học. Thì con tôi chọn bên cái ngành công nghệ thông tin, thì bên Vinh bên trung tâm Vinh thì cũng chuyên đào tạo để cho các học sinh con em đi du học, nhưng mà con tôi học Ấn Độ, công nghệ thông tin ở Ấn Độ.
thì bên trung tâm của Vinh dạy rất là uy tín và kỹ năng sống rất là tốt, và cái kỹ năng dạy cái thanh gốc chuẩn, à chuẩn cái giọng hả anh, chuẩn cái giọng cái âm, tức là cái tiếng Anh đó, của mình ngày xưa giờ nó sai cái, nó sai cái âm. Cái âm tức là cũng như là cái người miền Nam với cái người Hà Nội, tức là thường thường người ta nói câu giao giao là nói chuẩn như người Hà Nội, cho nên là cái tiếng Anh á bên trung tâm Quân là phải luyện luyện âm lại cho các em học sinh để cho đúng chuẩn cái từ của tiếng Anh cũng như người nước ngoài đã nói với cái tiếng của họ. Vậy chừng nào con anh đi anh? Chắc năm tới. Giờ cũng đang luyện. Đang học ở trung tâm Vinh, thì Vinh cũng đào tạo để con tôi để đi qua Ấn Độ để du học. Theo em biết thì cái công nghệ thông tin thì cái tiếng Anh nó cũng rất là quan trọng, nghiên cứu tài liệu sách vở. Sẽ thêm về chuyên ngành, tiếng Anh chuyên ngành nữa đúng không? Dạ đúng rồi, thì con của anh Thanh là anh Tài thì năm nay là đang học lớp 12. Sang tháng 6 sang năm thì Tài mới tốt nghiệp, nhưng bây giờ anh chị cũng có xu hướng là muốn cho con học cái công nghệ thông tin học ở nước ngoài, thì bây giờ Tài bắt đầu việc mà vừa học văn hóa 12 ở trên lớp, vừa bắt đầu triển khai cái việc học tiếng Anh, nghĩa là mình xây dựng lại vốn tiếng Anh từ đầu nó bài bản và nó chuẩn luôn, chứ không phải là mình chỉ là nói chung hắn có điểm đầu và điểm cuối rõ ràng, chứ không đơn giản là học là học. Thì chia sẻ thêm thì bên Vinh chị Hằng rất là có kinh nghiệm trong việc mà tìm các học bổng và liên kết các học bổng, thì đi du học ở Ấn Độ của bên chỗ con của anh Thanh á là rồi cho giải học bổng của chính phủ. Tuyệt vời luôn. Đó, được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí. Và ở Ấn Độ là một trong những nước cực kỳ tiên tiến về công nghệ thông tin. Các bạn cũng biết hầu hết các CEO của các tập đoàn lớn ở đều là người Ấn Độ, chứng tỏ là dàn nhân viên dưới tỷ lệ cao vẫn là người Ấn Độ. Thì mình học ở một đất nước mà cái chi phí sinh hoạt nó là vừa phải, và mình được cấp học bổng ngoại giao của hai nước. Và đó thì đây là mình cái hướng định hướng đi để mình có. Vì đa số mọi người cũng nghĩ đến học bổng là của các anh Úc Mỹ là những nước lớn, ngoài ra là Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng mà quên mất rằng là những nước như là Malaysia, Singapore hay là thậm chí là Thái Lan và những nước đi trước mình vài chục năm, những các công nghệ mình học về thì đã nghĩa là mình học để mình làm, chứ không hẳn là đơn giản là học để là có cái chứng chỉ là ở nước này nước nọ nữa. Tức là đường dài về làm việc nữa. Tức là tính toán tới tận ra trường luôn đó. Cái nền công nghệ về thông tin của Ấn Độ nữa. Đó, mình có thể ra trường thì mình làm luôn, chứ không phải là mình phải đi quay, tất nhiên là quay về là giúp đất nước không nói, nhưng mà thời gian đầu mình vẫn phải đi làm những cái nơi mình tiên tiến để chúng ta có được cái nền móng rất là tốt đó, thì về Việt Nam thì gọi là dùng từ tu hoành đó. Nên công nghệ nó cao thì mình về Việt Nam mình phải dùng vậy, chứ bây giờ đó mình đi học cái nơi cái nền công nghệ cao. Cái phân bón của bên chỗ anh đây, chị Hằng về, anh Huy bên chỗ Hoa Lan này. Xin chào chị Hằng. Có duyên gặp phải không? Bây giờ có câu hỏi cuối thôi, là các bạn trẻ lên đây học thì nó tin thì Vinh giới thiệu cái khu học đây, mình ra đây một cái Vinh giới thiệu và mình giải quyết cái vấn đề mấy các bạn nó buồn nó thế nào. Tại con mình cũng tin, mình nghe mình muốn dẫn con mình đi học, nhưng bây giờ tin quá thì giờ sao, cái khu nào học Vinh? Vinh vậy, ở đây hầu hết là các em tuyển sinh là đều tốt nghiệp 12 hoặc là tốt nghiệp sau khi để tốt nghiệp đại học hoặc là đang đi làm, thì là tuyển sinh những em lớn để cái việc nó sinh sống ở đây cho nên cho nó tiện. Thì ở đây đặc điểm là Vinh không sử dụng điện thoại, internet là hạn chế, và một tuần chỉ gọi điện về gia đình vào một tiếng đồng hồ vào tối thứ tư, cái ngày gọi là lazy day của cả nhà. Đó, thì có một đặc điểm á, khi mà mình sống trong một môi trường ở thành phố nó ngột ngạt á, Vinh là tại nhiều của bạn thân Vinh và Vinh theo dõi từ cái quá trình mà các em lên đây sinh sống thì đến bây giờ phải cả trên cả trăm rồi. Thì khi mình sống trong môi trường nó ngột ngạt, nó bó bức á, thì tự nhiên mình sinh ra cái chán, thì cái điện thoại smartphone của mình á, nó ngoài cái vấn đề nó cung cấp cái lợi đó, nhưng mà mình vẫn đề cập đến vấn đề nó là cái thứ giải trí, và đâm ra mình giải trí quá mình đâm ra nghiện. Đó, thì khi nhưng mà khi mình sống trong môi trường nó sống trong tự nhiên trong cảnh quan thế này á, và mình không có quyền được sử dụng nữa, thì mình buộc phải tạo ra các hoạt động như là mình học tiếng Anh, mình rèn rồi thì mình phải ra làm vườn, chăm sóc vườn hoa hồng, rồi mình cho mình nấu ăn, mình đi chơi, mình đi dạo, thì tự nhiên cái thông qua những cái việc như vậy á, mình làm cho cái cơ thể của mình nó được điều hòa, và nó cái việc mà quay lại bàn học nó càng năng suất nữa. Hay quá ha. Mời chị. Để mỗi lần mà hàng cho các bạn đi về thị xã, đi
đi hát karaoke hoặc là lên trà đùng đi chơi á. Hỏi là mấy đứa có cần điện thoại không? Phải không không, em bọn em đi chơi không cần điện thoại. Tức là mấy bạn là thích cái việc đó là đi chơi mà không cần điện thoại so với là cái việc đi chơi mỗi người cầm một cái điện thoại. À tức là tâm tính các bạn cũng muốn hướng vào cái việc vui chơi hoạt động, nhưng mà do buồn quá nên kỳ thi muốn giải trí bằng điện thoại. Dạ, bây giờ chúng ta phải tạo những cái hoạt động đó để các bạn tuổi teen ở đây là được cái phần mà giải trí và khác là về hoạt động. Nên kia đúng không phải chị? Dạ đúng rồi. Ồ tuyệt vời. Bảo hôm nay ở đây hơn có thời gian rảnh, tức là ăn học ngủ thiền yoga suốt ngày liên tục như vậy. Và rảnh một chút là ngồi chơi với nhau và sống trong một cộng đồng và tương tác giữa con người với con người là nhiều á, nên là không còn muốn là phải có internet hoặc là để mà lao vào cả lướt vào trong các trang mạng nữa. Rồi mình nghe nói mình muốn dẫn con mình lên đây để học, chứ nó mời điện thoại nhiều quá rồi. Nó bạn có hai hàng thấy rất là rõ, đó là chỉ cần mà sau khoảng một tuần lên đấy á, là tự nhiên cái thân thái á của các bạn nó linh hoạt, nó vui vẻ, nó nhanh nhẹn, không có con có ngồi một chỗ mặt đơ đận nữa, mà thấy người là chạy tới chơi, thấy thích đá bóng, thích cả cái hoạt động mà chân tay, rồi thích nói chuyện, rồi thích đi làm quét nhà, lặt rau, nấu ăn, thì tự nhiên một tuần, hai tuần, ba tuần, đến tuần từ ba là cảm thấy các bạn khác rồi, người có thể nó fit, nó săn chắc lại và nó nhanh nhẹn, nó linh hoạt. Cảm thấy đấy mới là một con người. Hàng có cảm giác. Tuyệt vời. Đây là những cái phần quá hè. Quá hè là bên làng là tổ chức khóa hè dành cho các em từ lớp 7 trở lên. Đó thì dành trong thời gian 3 tuần ở đây thì mọi người mục đích chính là được sống trong môi trường này và các em được học tập yoga thiền, và quan trọng nhất là được chỉnh hóa, chuẩn hóa cái phát âm, nghĩa là mình luyện lại phát âm các em chuẩn, bởi vì thực sự là cái tiếng N nó rất là quan trọng cái vấn đề phát âm đúng ngay từ đầu. Đó. Tuyệt vời. Quynh ơi, những cái cơ sở vật chất học đây là những cái ngôi nhà các bạn học đúng không ạ? Đúng rồi. Thì hầu hết cái nhà ở đây thì lúc lên đây Vinh đang phân vân á, là không biết là nhà nó sẽ làm như thế nào. Vì nếu mình xây dựng bằng bê tông cốt thép thực sự nó không đơn giản khi xây dựng ở một khu vực như vậy. Đúng rồi. Thì cuối cùng Vinh đã chọn phương án là xây dựng bằng nhà gỗ. Thì Vinh phát hiện ra là nó rất là hài hòa với cái không gian ở đây. Đó. Ồ tuyệt vời. Sau một tháng nữa mình có cái phần lên công ty trên đây để thực nghiệm về phân á các bạn. Chứ thực sự hôm nay là mình ghé bạn Vinh là cơ duyên thôi. Là mình nhìn đây là mình đã đặt chỗ bạn Vinh mình, là mình ở đây là lần sau là mình lên đây mình ở đây thôi. Đó, tại vì mình thấy ở đây là nhà gỗ nè, ở mát mẻ nè. Đó, không gian cái view các bạn thấy là cực kỳ đẹp nè. Mình nhìn thấy là thích rồi. Thì mình hẹn các bạn một tháng nữa mình lên đây mình uống cà phê. Không biết các bạn nào đi chung với mình không nhá. Thì hôm nay Mai Quy rất là cảm ơn các bạn xem video này. Đây là một bạn Vinh là đồng nghiệp của mình trước đây cùng học chung bên Bi Chân In. Thì hôm nay mình rất là vui thì lên đây để chứng kiến cái cơ ngơi của bạn và có những cái kết quả đạt được, vừa yêu nghề mà vừa yêu thiên nhiên và cũng có trồng cây tạo ra kinh tế thì không còn gì bằng. Có kinh tế thì chúng ta mới nuôi dưỡng được ước mơ, nuôi dưỡng được cái những cái mà chúng ta mong muốn. Thì cảm ơn và chúc cho bạn Vinh đạt được những cái ước mơ của mình và tạo giá trị lớn cho cộng đồng và cho tất cả mọi người, nhất là người dân ở đây ở Đắk Nông Gia Nghĩa. Mai Quy ngày 14 tháng 10 2018 thực hiện tại Đắk Nông Gia Nghĩa. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn nhé.